thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có mặt tại gian bếp của công ty Quốc Việt Food. Sở dĩ hôm nay chúng tôi đến đây là nhờ cô Thu Hương, giám đốc tiếp thị của công ty, chỉ về một cái món uống rất là đặc biệt, đó là món cà phê trứng. Xin mời cô Thư Hương. Chào anh Trọng. Trước tiên thì xin phép anh Trọng cho Thư Hương xin thân mến chào khán giả của Sài Gòn nhỏ. Anh Trọng biết không, và khán giả biết không, ngày nay các em uống trà sữa thì các em chỉ cần có độ ngọt và độ béo mà các em lại quên đi cái độ trà. Nhưng mà cà phê trứng muốn ngon thì phải có cà phê ngon. Caffina là một công ty đã nhập về được tất cả các loại cà phê ngon mà hạt Arabica. Caffina đó có nhiều loại lắm, nhưng mà để làm được một loại cà phê trứng ngon thì Thu Hương sẽ giới thiệu anh cái loại cà phê Olin Southern Blend. Thì hôm nay đó anh Trọng chỉ có yêu cầu có một ly cà phê trứng thôi, nóng. Thường thường cà phê trứng mà người ta uống nóng, nhưng mà Thu Hương sẽ mời anh uống đá nữa để anh coi coi nó có tăng mùi trứng không nha. Vậy thì bây giờ phải bắt tay vào làm việc nè. Trước tiên đó là Thu Hương cần 1/4 nha các bạn. Cái này là cái cấp 1/4 cấp, tức là khoảng chừng 3 ounce cà phê của Olin Southern Blend của Caffina. Đây là loại cà phê Olin nè. Đó. Thơm lắm. Đó, rất là thơm. Và ở đây nè, anh Trọng biết không, thơm chưa đủ mà phải cái màu phải hấp dẫn. Nè các bạn nè, sau khi mà 1/4 cấp của cà phê vào rồi nha, là các bạn phải ấn nhẹ nha. Ấn nhẹ xuống để cho mình ép xuống cho cà phê nó chặt lại. Khi mình đổ nước vào nó không có nổi lên. Và bây giờ Thu Hương cần là 4 ounce nước nóng. Nhưng mà Thu Hương không bao giờ đổ hết 4 ounce hết. Thu Hương chỉ cho 1 ounce thôi. Đố anh Trọng là tại sao? Tại vì là để cho nó thẩm thấu, nó giữ cái nước ở cà phê. Khi chúng ta đổ vừa thôi á, thì đủ cái thời gian để cho cái cà phê đó nó thấm nước và nó nở ra. Và bây giờ nè, anh Trọng thấy không? Nó hết rồi, nó xuống hết rồi, cà phê nó thấm. Là cà phê nó thấm rồi, nó thấm nước rồi. Lúc này là mình đổ 3 ounce còn lại nha. Đổ 3 ounce còn lại. Rồi, 3 ounce còn lại nha các bạn. Bây giờ đó, một ly cà phê là cần hai cái chồng đỏ. Này là sữa nguyên chất, là chỉ có hai thứ thôi nha anh nha, sữa và đường. Sữa và đường. Gọi là sữa nguyên chất là full cream. Chứng của anh Trọng nãy giờ là thấy ảnh có vẻ. Bây giờ nè, cái này là cái size nhà hàng, là công ty đã nghiên cứu rồi. Cứ hai pump là một ly cà phê sữa đá 16 ounce. Hai pump là 2 ounce nha các bạn. À, 2 ounce sữa, 1 pump nè. Đó, mà Thu sẽ làm 4 pump. Là tại sao? Là vì Thu có 2 ly nha. 2 pump nè. Đó. 3 pump nè. Đó, nếu các bạn mà không có tiện mua cái size nhà hàng, mình có thể mua cái size này. Thì và là mình... bao nhiêu muỗng? Đây, cái muỗng ăn phở, cho xin phép cho em lấy cái này. Đây, cái muỗng ăn phở này nè các bạn, hai muỗng ngang nha các bạn, là một ly. Là đó. Rồi, bắt đầu tiếp theo là mình phải cần cái máy đánh. Mình không có cái máy này, mình đánh bằng cái máy đánh trứng, hoặc mình đánh tay cũng được, mình cần cái cây này thôi. Và bây giờ Thu sẽ đánh lên. Bây giờ anh Trọng thấy nha, đang thấy màu vàng của trứng nha, nhìn nó hơi không có hấp dẫn. Đừng có ngại nha, để Thu sẽ làm một cái ảo thuật cho anh coi. Nó phải nổi lên trên nước nha các bạn. Bây giờ đây nè, cái này là cái cà phê đặc đặc, để cho mình cho sữa đặc vào mình làm cà phê sữa đá. Nhưng mà mình uống cà phê trứng uống nóng á, thì mình phải làm loãng cà phê ra một tí. Cho nên vì thế Thu Hương sẽ cho thêm một cái ly nóng nha. Còn cái ly đá thì Thu Hương vẫn giữ là cái công thức là 4 ounce nước nóng. Nhưng cái cà phê nóng á, thì Thu Hương phải cho nó loãng ra một tí nha các bạn ha. Và một cái thứ hai nữa Thu Hương muốn thưa với anh rằng là, khi mà anh uống cà phê trứng uống nóng á, anh phải tráng qua cái ly nước nóng. Đó. Đó, anh thấy ông Thu Hương tráng qua cái ly nước nóng nha. Tráng qua để cho cái ly của mình nó giữ nóng. Cái cà phê trứng đá xong rồi đây. Bắt đầu khi nó chảy hết rồi thì mình ấn nó xuống cho nó chảy hết cái cà phê đậm đặc của mình. Không bỏ sót chút xíu không nào. Không bỏ sót chút xíu nào hết. Dạ. Và đây là bắt đầu Thu Hương cho qua đây nha các bạn. Cho qua đây. Đó, để đó cho nó chảy. Chảy thêm một tí nữa. Rồi, thì trong cái lúc đó đó, sau đó đó Thu Hương sẽ, trước khi Thu Hương đổ vô thì Thu Hương phải đánh nó lên một tí, ok, cho nó sánh lên một tí. Yeah.
nổi lên không? Quá. Anh thấy nó nổi lên không? Đó. Bình thường thì sữa nó sẽ nặng hơn nước và nó chìm xuống, đúng không ạ? Đúng như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đánh sữa với lại hột gà xong, nó nhẹ hơn và nó phải nổi lên trên thì mới đặt mới đúng. Đúng. Đây là một cái ly cà phê trứng. Wow. Nhưng mà Thu Hương được biết là anh Trọng là dân uống cà phê. Cái này là anh Trọng có thể control được. Khi mà anh cho mấy chị uống là anh phải cho cái trứng nhiều hơn để cho nó ngọt. Okay, khi mà mấy anh uống thì cho ít thôi, tại vì mấy anh là không thích ngọt. Đó là tùy cái khẩu vị của đúng mỗi rồi, người. Đúng rồi, tùy theo khẩu vị. Và khi mà anh muốn cho nó đẹp một tí nữa đó thì anh có thể làm một cái như là mình trang trí lên, là mình để một cái vài giọt cà phê của mình lên trên mặt nè. Hoặc là mình rắc một cái tí gì đó mình để trên mặt, mình làm cũng như là mình trang hoàng vậy thôi. Đó, cho nó nổi lên trên mặt như vậy, rất là tùy theo của mỗi người. Và đây là cái ly cà phê trứng của mình. Rồi bây giờ em đố anh Trọng là bây giờ còn cái lạnh thì sao đây? Cái lạnh thì cho đá thôi. Ăn sao mà anh, cuộc sống của anh nó đơn giản quá vậy. Cái gì nó phải có một cái nghệ thuật hết á. Bây giờ nè các bạn nè, cái trứng hồi nãy là Thương cho đó rồi nha. Và bây giờ Thương sẽ cho một giọt mật ong. Một giọt mật ong vào để đánh lên bụng đá thì cái cà phê trứng của mình nó sẽ rất là thơm. Anh nhớ là ngày xưa ông bà ta hay đánh trứng với mật ong không? Đúng. Mật ong không biết sao mà nó nấu chín trứng anh ạ. Đó, đây, một giọt thôi nha các bạn. Rồi mình đánh lên để cho cái mật ong nó quyện vào cái kem trứng của mình và nó sẽ rất là thơm. Theo tôi đây là bí quyết của cô Thu Hương. Mật ong, trứng và sữa. Dạ, mình phải cần cà phê đậm đặc cho nên Thu không có cho thêm nha. Đúng rồi. Đổ cà phê vô. Cái nước đá nó tan ra thì nó vừa. Vâng, đúng như vậy. Và cái tiếp theo là mình đổ cái lớp trứng lên. Anh Trọng thấy chưa? Wow. Đó, anh Trọng thấy không? Và đây là ly cà phê đá, cà phê trứng đá, uống đá nha các bạn. Đó. Kính thưa quý vị, đến giờ mà chúng tôi phải thử cái món cà phê trứng của cô Thu Hương xem như thế nào. Nhìn thì tôi thấy là rất là tuyệt vời. Cái màu rất đẹp. Và cà phê đó, khi mà pha thôi là nó đã nồng lên một cái mùi cà phê rất là thơm và hấp dẫn. Không biết là cái hương vị của ly cà phê trứng của cô Thu Hương làm ra sao, cho nên chúng ta sẽ thử. Sao mà em thấy hồi hộp quá. Nó cái sữa mà là sữa trứng mà cô đánh lên đó, nó làm như là nó không muốn tan ở trong cái cà phê luôn đó. Dạ vâng. Rồi anh cho em thử chút nha. Để thử em thôi. Em coi cái kỳ này nó có đạt tiêu chuẩn giống vậy đó mà anh thấy nó đặc không? Nè, các bạn thấy không nè, đó nó đặc. Rất là thơm. Ngon là nhờ cà phê. Và ngon là nhờ người đánh trứng hòa với sữa. Tay nghề của cô cao lắm cô ạ. Cảm ơn anh, nhưng mà thú tội với anh là cái này đối với em đắng quá. Với tôi thì nó đắng. Chính cái đắng nó tạo ra sự thú vị. Dạ vậy á. Cà phê mà không đắng thì nó sẽ không, nó không còn là cà phê. Nhưng mà em sẽ chữa cháy bằng cái này nè. Em cho thêm tí này vô nha các bạn. Không sợ, coi như là cà phê nào thích hợp với mọi giới mọi nơi nha các bạn. Đối với Thu là đắng quá, mình phải chữa cháy. Dạ vâng. Cái đắng này nó tạo một cái vị hậu, cái hậu của nó đó rất là ngon. Dạ. Và đó là nó cứ âm mỉ trong đây hoài. Vâng. Nè, nuốt nước miếng vài lần nó vẫn còn cái vị cà phê ở trong đây. Hồi xưa mà uống ở cà phê ở Việt Nam đó, thường là phải chọn một ly cà phê đắng mà đen, mà nó phải đậm mà nó sệt đó cơ. Đó, anh thấy ly cà phê trứng đá cũng em. Cái màu ly cà phê hột gà mà bằng đá, cái màu nó cũng đẹp hơn màu cà phê sữa bình thường. Dạ. Mời khán giả. Tôi nghĩ là cái ly cà phê sữa mà đá này nó sẽ phù hợp với phụ nữ nhiều hơn. Nó bớt cái đắng đi. Và cái vị thơm nó vẫn vậy. Và nếu mà phụ nữ mà uống như vậy là nó sẽ không có bị, tức là không bị sợ cà phê. Vậy vâng, vậy thì anh hôm nay anh cho em được mấy điểm? Hả? Nay cho được mấy điểm? 5 thôi. Trời ơi! 5 trên 5, đánh 5 sao là hết rồi, không ai có 6 sao cả. Vậy là quý vị phải nhớ đánh cho Thu Hương điểm nha, từ anh Trọng này là 5 sao! Dạ, cảm ơn anh Trọng nhiều. Chào quý vị. Cảm ơn quý vị và cảm ơn, chào anh Trọng.